đó mọi người. Hôm nay thì thật sự phải nói là rất là trùng hợp, nhưng mà năm rồi thì em cũng vẫn đi quay phim và năm nay thì em cũng vẫn đi quay phim, nhưng mà đặc biệt là năm nay thì em được quay ở thành phố, cho nên là em đến dự sinh nhật của anh Cao Tiến. Trước mắt thì chúc anh em từ mới thành công mơ. Chúc mừng mình em đi, chúc mừng mình. Trời kìa, tương tác gì vậy? Ok ok, hai anh hot boy rất là đẹp. Thật lẽ giờ em lụm hai ảnh luôn chứ, thật sự đẹp quá. Thấy ai cũng đẹp luôn. Đúng rồi, ai cũng đẹp. Cái mặt em bữa nay là mặt lúc từ trưa đến giờ nha. Có gì mọi người coi thì mọi người biết em xấu sẵn rồi đúng không?
Thank you.